Huyện ủy Mộc Hóa hôm nay cũng tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho 9 đảng viên, trong đó có một đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Dương Văn Tuấn chúc mừng và ghi nhận những đóng góp to lớn của các đảng viên cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời cũng bày tỏ mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ gìn phẩm chất, đạo đức, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng vững mạnh.